dự thảo luật đất đai sửa đổi theo hướng ưu tiên thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất đối với dự án đầu tư không sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc trường hợp thu hồi đất. Đối với trường hợp đang có quyền sử dụng đất, dự thảo luật chỉnh sửa theo hướng ưu tiên người đang có quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần khẩn trương đề xuất các quy định về mức thuế cao hơn đối với người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đầu cơ đất như yêu cầu tại Nghị quyết số 18 để điều tiết chênh lệch địa tô có được do quy hoạch của nhà nước, đồng thời nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư.